thời gian gần đây em có nhận được liên lạc của nhiều chị em và các mẹ hỏi về phương pháp nâng ngực an toàn tại nhà bằng bắp dê. Vì inbox quá tải nên hôm nay em lập một topic riêng chia sẻ tất tần tật về bắp dê cũng như các em dùng đúng cách và hiệu quả của nó ra sao. Chuyện là em ước mơ được trở thành PG, giải thích nôm na là lấy hình ảnh của mình để quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm của các công ty, thương hiệu. Nhưng làm nghề này thì bắt buộc phải có ngoại hình, chuẩn 3 vòng thì mới đắt hợp đồng quảng cáo. Đúng là càng muốn có thứ gì thì trời lại càng không dễ dàng ban cho mình. Khổ tâm là ngực em nhỏ nên từ khi bước chân vào nghề đến nay, em chẳng được lòng các nhà tuyển dụng mấy. Đây là dung nhan của e. Các xe đứng ném đá, đừng bảo con này nó thế này mà đòi làm PGE tuổi thân lắm. Em bắt đầu lang thang trên mạng, rồi dò hỏi bạn bè người quen xung quanh. Nhưng như thế thành ra lại bị loạn, vì mỗi người khuyên một ý, người thì khuyên đi nâng ngực ở viện thẩm mỹ này uy tín, viện thẩm mỹ kia uy tín. Người thì lại khuyên uống thuốc này thuốc kia chứ đừng đi phẫu thuật hại thân ra. Việc này em phải cân nhắc rất kỹ vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như số tiền em sẽ phải bỏ ra. Nhớ đâu có sơ sẩy gì lại, mất cả chì lẫn chày, tương lại hủy hoại trong chốc lát cũng không biết chừng. Nhưng thần may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với em. Em được một chị bác sĩ gần nhà giới thiệu dùng kem nở ngực thần thánh bắp dê. Em xin phép được dùng từ thần thánh vì nó đã giúp em lột xác hoàn toàn chỉ vẻn vẹn chưa đầy 6 tháng. Lúc đầu khi quyết định mua bắp dê em không kỳ vọng nhiều đâu. Giá thành của nó lại khá rẻ nhưng cứ thử liều một lần xem sao vì rủi ro ít. Gần như là không có. Việc gì cũng vậy đều đòi hỏi con người phải kiên trì đến cùng. Em đã xác định lựa chọn phương pháp to ngực bằng kem thì phải dùng cho đến cùng vì kem dưỡng phải có thời gian thẩm thấu cũng như phát huy tác dụng chứ. Nên em đã dùng tới 4 lọ bắp dê trong vòng 6 tháng rồi đó. Chuyên viên tư vấn cho em đã dặn đi dặn lại là phải thoa kem theo phương pháp massage chuyên sâu thì mới hy vọng bắp dê phát huy hết tác dụng. Em được cái nghe lời nên răm rắp nghe theo. Kết quả sau 6 tháng là đây. Chắc em có cần nói thêm nhiều nữa nhỉ? Các mẹ vào nghĩ chút nhé. Thêm thông tin cho mẹ nào quan tâm nè, truy cập cửa hàng trực tuyến của nhà cung cấp tại liên kết ở mô tả của video này.